đây là một chiếc quả lọc nước. Đấy, quả lọc nước trông rất là chắc chắn đẹp. Tôi sẽ nghiên cứu để chế thành một cái lồng đựng nuôi chim. Trong này rất là đặc nha, có các vật chất ở trong này. Vật chất ở trong này để người ta lọc nước, bây giờ người ta hỏng người ta vứt đi. Thì tôi muốn tận dụng để làm cái lồng nuôi chim. Đó. Với các dụng cụ như thế này để xong dùng một số dụng cụ này để tháo. Đây là cái gioăng cao su. Đây là han hết rồi. Thank you.